Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh nhóm người được cho là từng đi theo ông Thích Minh Tuệ vào một quán phở ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh dùng phở bò. Trước thông tin này, ngày 4 tháng 6, anh Trần Anh Tuấn, 32 tuổi, là chủ quán phở Hà Nội ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận việc đoàn gồm 5 người từng đi theo sư Minh Tuệ vào quán phở của anh để ăn bún chay, chứ không phải ăn phở bò hay trứng trần như mạng xã hội đồn thổi. Anh Tuấn cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, có 5 người từng theo sư Minh Tuệ vào quán anh gọi cơm chay, nhưng buổi sáng quán của anh chỉ bán bún phở nên anh đã chuẩn bị bún chay cho những người này. Anh Tuấn nói, lúc những người vào quán thì em cũng nhận ra, trong đó có người được gọi là hộ pháp Thích Kim Cang và thầy Thích Tự Do, tên tự xưng. Sau khi họ vào, thì quán em cũng làm đồ ăn chay và mời mọi người ăn gồm bún chay xì dầu, ăn với rau sống, rồi sau đó các thầy nghỉ ngơi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì đoàn đi, còn người hay được gọi Thích Kim Cang ở lại đến chiều mới đi. Cũng theo anh Tuấn, thông tin 5 người từng đi theo sư Minh Tuệ vào quán của anh để ăn phở bò, trứng trần như một số trang mạng xã hội đưa tin là không chính xác. Anh Tuấn cho biết, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ trên mạng họ không tìm hiểu kỹ nên nói bừa bãi nên tôi không quan tâm lắm. Nhưng đến tối, tôi thấy nhiều trang lớn đăng rồi nói mấy người này vô quán tôi ăn phở bò nên tôi đã đăng bài trên Facebook đính chính để những người quan tâm họ hiểu đúng. Theo đó, ngày 3 tháng 6, cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh một số người trước đó đi cùng đoàn với sư Minh Tuệ vào ăn tại một quán phở tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc ăn phở của những người này đã được cộng đồng mạng bình luận với nhiều quan điểm trái chiều. Các cơ quan chức năng đã gặp mặt trao đổi với ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân nên đã dừng việc đi bộ khất thực. Ngày 5 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 vừa mời tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đến lập biên bản xử phạt. Người vi phạm là chị NTH, 35 tuổi, quê Hải Phòng. Tại cơ quan công an, chị NTH tường trình, ngày 4 tháng 6, chị thuê ô tô con biển kiểm soát 51K352XX để đưa hai con đi chơi. Đến km 43 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, chị H chạy qua lối vào nút giao Cẩm Mỹ - Đồng Nai nên đã điều khiển ô tô lùi lại. Hành vi vi phạm nêu trên của chị H đã bị camera hành trình của phương tiện trên cao tốc ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội. Ngay khi tiếp nhận phản ánh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chị NTH thừa nhận khi làm việc với cảnh sát giao thông. Qua sự việc trên, tôi thấy hành vi của mình đã vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Tổ công tác của đội 6 đã lập biên bản xử phạt chị NTH vì hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng, quy định tại điểm A, khoản 8, điều 5, Nghị định 100, sửa đổi, bổ sung Nghị định 123. Chiều ngày 4 tháng 6, thông tin về báo chí, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Thư, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bước đầu xác định nguyên nhân 3 người cùng nhà ở Thái Bình tử vong bất thường. Theo đó, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định ông NTX sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, qua đời là do con gái ruột là NTH sinh năm 1985 gây ra. Sau khi sát hại bố, chị NTH ôm con là cháu HMH sinh năm 2019 bỏ đi rồi xảy ra vụ việc đau lòng. Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chị NTH đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, đe dọa bố mẹ đẻ. Tối ngày 3 tháng 6, ông X sang nhà con gái rồi sự việc đau lòng đã xảy ra. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người nhà phát hiện ông NTX sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Phú Thư, tỉnh Thái Bình, tử vong trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Gia đình nghi ngờ ông X bị người thân trong gia đình sát hại nên giấu, không trình báo sự việc đến cơ quan công an. Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện sự việc, đến gia đình yêu cầu được xem xét nạn nhân. Kết quả xem xét, lực lượng chức năng thấy trên người của ông NTX có 4 vết thương tại cổ, ngực, hông, cổ tay trái có vết thương hở.
Tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện chị NTH sinh năm 1985 là con gái ông X ở con sông Thủy Lợi trước cửa nhà ông X. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày 4 tháng 6, cháu H, con trai chị H cũng đã được cơ quan chức năng tìm thấy ở đoạn sông Thủy Lợi gần trước cửa nhà, gần nơi phát hiện chị NTH một đoạn. Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, vào tối ngày 3 tháng 6, ông NTX ở cùng chị NTH và cháu HMH sinh năm 2019 là con trai chị NTH. Ông NTX và chị NTH hay xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hiện vụ án đang được công an tỉnh tập trung chỉ đạo, điều tra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Phạm Thị Như Phong cùng đoàn công tác của huyện trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất đối với số tiền 5 triệu đồng cho thân nhân gia đình ông X. Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 6, đội người nhái thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã lặn tìm thấy một trong ba nạn nhân bị đuối nước trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa nhiều đội người nhái mang bình hơi lặn xuống dòng sông Sài Gòn mò tìm hai thiếu niên mất tích còn lại. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy do nước sông Sài Gòn đang lớn, cộng thêm nhiều đám lục bình trôi dạt theo dòng nước gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Đến 18 giờ cùng ngày, các đội lặn đang nỗ lực liên tục nhảy xuống nước để tìm kiếm, nhưng trời đã tối khiến công tác càng thêm khó khăn. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ huy trực tiếp các lực lượng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Hiện trường bến đò Bù Cạp đã được phong tỏa. Theo Công an tỉnh Bình Dương, vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 6 2024, Công an tỉnh nhận tin từ Công an phường An Tây báo xảy ra vụ đuối nước tại bến đò Bù Cạp thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, thành phố Bến Cát. Hiện đang tập trung lực lượng tìm kiếm các cháu mất tích. Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, tại bến đò Bù Cạp thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, có 7 thiếu niên rủ tắm sông gồm 4 trai 3 gái. Đến 11 giờ 30 phút có 4 trẻ bơi vào bờ an toàn, 3 nạn nhân đuối nước mất tích gồm NDNH sinh năm 2010, NDNH cùng sinh năm 2010 đều quê quán Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, NTNY sinh năm 2010 quê quán khu phố Dòng Sỏi, phường An Tây, thành phố Bến Cát. Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Chiều ngày 4 tháng 6, trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, anh và chị Nguyễn Thị Lan vừa có buổi làm việc với đại diện công an quận Long Biên, Hà Nội về vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong. Tại buổi làm việc, đại diện công an Long Biên đã thông tin về tiến trình điều tra vụ án và một số nội dung liên quan. Theo đó, cơ quan công an dự kiến tiếp tục gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam bị can TVM 16 tuổi. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ, phân loại, củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan, chú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về việc con trai là cháu NHD bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17 tháng 3. Quá trình xác minh, điều tra, Công an xác định khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 3, cháu TVK, 12 tuổi, trú tại quận Long Biên chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu NHD tác động vào mặt. Cháu TVK chạy về gọi anh trai là TVM, 16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng để nhờ đến giải quyết mâu thuẫn. Theo công an, M sau đó đến gặp và tấn công D khiến nạn nhân ngã ra đất. Cháu D sau đó được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện 108 điều trị. Đến ngày 26 tháng 3, D được gia đình chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng rất nặng. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với TVM để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Ngày 20 tháng 5, sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển về Hà Nội điều trị. Chiều ngày 21 tháng 5, tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh nhân NHD đã không qua khỏi. Vụ việc này đã dẫn đến làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng do MD có hoàn cảnh rất đáng thương.